Đó, hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay tiếp tục trở lại tái định cư chỗ này với chỗ Đức trong một ngày hè ha, một ngày đầu tháng 6 2023. Qua nửa năm 2023 rồi, mọi thứ đều khó khăn chung với toàn nền kinh tế Việt Nam, thì hôm nay tiếp tục giới thiệu lô đất Cổ Tăng diện tích 520 ngay đường D6 từ bên kia đường D14. Đây là trung tâm của dự án tái định cư ha, Zona Địa Di Châu Đức, đối diện là núi, thì thông qua đất của mình có diện tích là 520, cạc tiền cần bán trong cái giai đoạn này. Lô đất mình là đây 7 mét 5 mét qua đây, dài 620 sổ hồng riêng, đất không bướng gì cả, có cây mát bên cạnh. Mình cần bán đối diện là quỹ đất giáo dục trường học, trường học cấp 1, cấp 2, mầm nâu hay là công viên ở trong có quỹ đất lớn này mọi người. Còn phía trước mình là shop house. Shop house thì đã đi vào hoạt động giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì đang xây. Khu này là sổ hồng riêng, mọi thứ thì mình mua đi công chứng thôi. Thì tại giai đoạn này thì thị trường nó xuống, đỉnh là 2 tỷ mốc, nhưng mà có cần quan tâm tham khảo thích thì liên hệ mình Tăng ha. Thì đất vuông vức, không có vướng hay là không có tốt nở hậu gì cả. Khu này vẫn có những cái vị trí ở trong tốt hậu nở hậu mọi người. Nếu mà ai tìm hiểu khu này sẽ biết được. Đây là trong khu công nghiệp, ngay sát bên là khu công nghiệp, quy mô lớn nhất miền Nam, khoảng 2.287 hecta. Người tìm hiểu về khu công nghiệp sẽ biết được khu công nghiệp là khu công nghiệp sạch, nơi mà mình gia công hàng hóa, là nơi mình chứa kho của những nhà xưởng mới của các tập đoàn công ty ở bên Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ vân vân, 100% là các nước châu Âu tư bản ha. Không có một yếu tố Trung Quốc nào trong này hết. Khu nghiệp sạch, đây là khu nghiệp cho hướng tương lai. Đây mọi người tham khảo mức giá khu vực này, tầm ở trong thì tầm trên dưới tỷ hoặc thấp hơn, nhưng mà vị trí ở phía trong thì không có tiện ích. Còn mình thì nó khác. Bên kia là diện tích nhỏ hơn ha. Rồi mọi người tham khảo lô đất này ha. Đây là chính chủ của mình, giai đoạn này mình cần bán chấp nhận lỗ 30%, 40% so với thị trường thiết đỉnh. Thì mình ra mình trả lãi ngân hàng. Đây, nói thật nhà thua các kênh đầu tư tài chính chứng khoán Bitcoin thì phải bán thôi thì mình có thu nhập. Nào mọi người nào quan tâm thích thì có thể xem liên hệ bà làm việc với mình nhé. Tăng chào tất cả mọi người nha, hẹn mọi người video tiếp theo ha. Cảm ơn mọi người đã xem video nên mình quay tầm buổi trưa nên hơi vắng. Tăng chào tất cả mọi người.